Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu năm mới như thế này thì có rất nhiều những cái hoạt động của các thương hiệu thời trang lớn để có thể là kích cầu tiêu dùng và từ đó mang cái văn hóa nét đặc sắc của ngày Tết âm lịch đến với nhiều người hơn. Để chào mừng dịp Tết Quý Mão 2023 năm nay thì thương hiệu Gucci đã cho ra mắt bộ sưu tập phủ hình ảnh chú thỏ con, linh vật của năm trong danh sách 11 con giáp của một số quốc gia như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Chú thỏ được cho là con vật mang lại nhiều may mắn tại các quốc gia này, là vật hiện thân cho trí thông minh, sức khỏe và tuổi thọ. Chiến dịch quảng cáo này được thực hiện bởi đạo diễn Max By The Top đã tạo nên một giai điệu rực rỡ mang tinh thần vui tươi cho những ngày đầu năm mới. Bộ sưu tập đa dạng với các sản phẩm dành cho nam và nữ bao gồm quần áo may sẵn, túi xách, giày dép, phụ kiện, trang sức và đồng hồ. Các biến thể tinh nghịch và trang nhã của chú thỏ con được Gucci thể hiện rõ nét trên nhiều sản phẩm khác nhau, từ áo dệt kim, hình thêu, hình phun sơn trên áo phông cho đến các đôi giày lười và đồng hồ G-Timeless. Cho dòng trang phục nam thì Gucci làm nổi bật chủ đề với các họa tiết đồ họa vui tươi trong các kiểu dáng năng động như đồ bộ thể thao, áo gilet, áo khoác len, áo khoác dài. Còn đối với các thiết kế dành cho nữ thì nhà mốt mang lại nhiều sự lựa chọn tinh tế, gồm có blues và váy lụa in các họa tiết hình học lớn và các gam màu tương phản. Ngoài ra, bộ sưu tập còn làm hồi sinh những chiếc túi xách đặc trưng của nhà mốt như chiếc túi Gucci Diana với sọc bẻ tay cho đến những chiếc túi đeo vai Gucci Horsebit 1955 nổi bật với vải tweed, đinh tán và chất liệu da quý hiếm.